Mừng Tết đến và lộc đến nhà nhà, cánh mai vàng gần đã hồng thắm tươi. Chúc cụ già được sống lâu sống thọ, cùng con cháu sang năm lại đón Tết sang. Và kính chúc người sẽ gặp lành, Tết sau được nhiều lộc hơn Tết nay. Tết đến đoàn tụ cùng ở bên bếp hồng, và nồi bánh chưng xanh chào xuân đang sang. Và các bạn ơi, xuân 2016 đã sắp đến, và dưới Đông Việt cũng có một chương trình khuyến mãi siêu hấp dẫn dành cho tất cả các khách hàng, đó chính là giá sốc xuân về, mở bán 1.000 chiếc Sony M4 Aqua và Sony C4 cho 1.000 khách hàng đầu tiên. Và có thể tự tin mà nói rằng Sony M4 Aqua và Sony C4 là hai sản phẩm tầm trung cực kỳ hot của Sony trong năm 2014, và độ hot của bộ đôi này vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt đến thời điểm hiện tại. Sony M4 Aqua là siêu phẩm tầm trung có thiết kế tương tự với chiếc Z3 đình đám. Trong khi đó thì Sony C4 là chiếc smartphone chuyên dành cho các tín đồ selfie, với camera trước lên đến 5 megapixel, được trang bị đèn flash LED với ống kính rộng, chụp ảnh tự sướng không chê vào đâu được. Và hiện tại thì bộ đôi này cũng đang có mặt tại cửa hàng Dí Đông Việt của chúng tôi. Và thế nhưng chỉ có duy nhất 1.000 chiếc Sony M4 Aqua và Sony C4 dành cho 1.000 khách hàng đầu tiên. Xuân 2016 đang về thì Dí Đông Việt cũng có quà gọi là lì xì đầu năm cho khách hàng chứ. Vậy nên thì Dí Đông Việt sẽ áp dụng với mức giá sốc sau đây. Sony M4 Aqua với mức giá là 4.179.000, giảm từ mức giá cũ là 5.990.000. Sony M4 mang lại một cảm giác cho người dùng bởi một thiết kế đầy ấn tượng. Sản phẩm sẽ khiến bạn không khỏi rời mắt khi mang trên mình một thiết kế thể thao cực đẹp với dáng vẻ thanh mảnh. Và Sony Xperia M4 Aqua mang trong mình tiêu chuẩn IP68, nghĩa là máy có thể chìm trong nước 30 phút ở độ sâu 1,5m mà không bị sao cả. Và Sony M4 Aqua được biết đến với bộ vi xử lý loại 8 Qualcomm Snapdragon 615, RAM 2GB và đồ họa Adreno 405, đủ để bạn có được những trải nghiệm với những thao tác tay ấn tượng khi sử dụng. Ngoài ra, bộ nhớ có thể mở rộng lên đến 128GB. Và Sony M4 Aqua là một trong những lựa chọn tuyệt vời nhất, mang trên mình chiếc máy ảnh chính 13MP, máy ảnh trước là 5MP, phục vụ việc tự sướng với công nghệ tự động lấy nét và chiếc đèn flash LED giúp chụp ảnh vào ban đêm tốt hơn. Và Sony C4 với mức giá là 5.079.000, giảm giá từ mức giá cũ là 6.990.000. Xperia C4 có thiết kế bo tròn, các cạnh viền được thu gọn. Và đây chính là model có tỷ lệ diện tích màn hình so với thân máy cao nhất của Sony, khoảng gần 72%, ngang ngửa với một số mẫu như là Xperia ZL hay ZL2. Và với độ phân giải Full HD, tấm nền IPS chất lượng cao với kích thước 5,5 inch, kèm theo những công nghệ màn hình độc quyền của Sony như là Bravia Engine 2 và chế độ sóng động, Xperia C4 sẽ mang lại những trải nghiệm gần giống với chiếc flagship Z3 hay Z3+. Và bộ nhớ RAM của Xperia C4 là 2GB, kèm theo khả năng quản lý RAM mới của Sony sẽ giúp máy không còn gặp những hiện tượng tràn RAM nữa. Và điều này sẽ khiến cho trải nghiệm của người dùng khó bị ảnh hưởng bởi hiện tượng lắc, giật hay là các ứng dụng dừng đột ngột v.v. Và camera trước của C4 có độ phân giải 5MP, góc rộng với cảm biến SMR thu sáng tốt hơn, với đèn flash LED nhẹ giúp cho việc selfie trong đêm trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Và các bạn ơi, mức giá sốc này chỉ có duy nhất tại Dí Đông Việt thôi nhé. Và nếu các bạn muốn mình là một trong 1.000 người may mắn sở hữu M4 Aqua và C4 thì còn chần chừ gì mà không đến ngay hệ thống cửa hàng của Dí Đông Việt, hoặc gọi tư vấn tại số 1900 2006 để được tư vấn trực tiếp và đặt hàng. Các bạn còn chần chừ gì nữa, hãy đón năm mới cùng bộ đôi tuyệt vời với một mức giá không thể chê vào đâu được. Chỉ có tại Dí Đông Việt duy nhất trong dịp cuối năm, và chào đón năm mới 2016 này thôi nhé. Và các bạn ơi, nên nhớ rằng chỉ có 1.000 chiếc dành cho 1.000 khách hàng đầu tiên thôi nhé. Và Trung Hậu xin hẹn gặp lại các bạn tại một trong những showroom của chúng tôi nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.